tìm một người thật sự là có thể là dạy được em. Dạy thì không có ai quyền để dạy. Đúng rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói là đầu tiên em cũng gửi lời chào và là chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường, người bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Phương Khanh, 27 tuổi, đến từ Cà Mau. Hiện tại em làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Em là nhân viên sản xuất cho công ty sản xuất về mặt hàng điện tử. Dạ, hôm nay em đến chương trình cũng gửi tới món quà cũng 2 tháng rồi. Do chương trình hẹn em lần đầu là do người bạn gái mẫu cuộc thừa, lần thứ hai bạn công việc gì đó, là hai món quà này em đã chuẩn bị 2 tháng. Món quà tuy nhỏ nhưng cũng là tấm lòng của em gửi đến anh chị. Em mong anh chị rồi, anh sẽ nhận giùm chị Cát Tường. Dạ, chút chị qua mà đưa chị ha. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều món quà này. Món quà của em cũng có ý nghĩa về sức khỏe, nói chung là cho mùa đông thì sắp tới thì cũng lạnh, thì nhưng món quà của em là tốt cho sửa ấm, là nhưng món quà của em là dầu nóng, là cho sức khỏe cho anh chị khỏi phải lạnh trong mùa đông. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn. Chào bạn nam bên kia, em tên là Lê Kim Song, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở phòng khám Hữu Nghị ở Gò Vấp à. Em đến từ Quảng Ngãi. Dạ. Ủa, em làm ở cái khoa nào trong chỗ phòng khám? Dạ, em làm khoa dược ạ. Rồi, hỏi bạn nữ đi. Hôm trước chương trình tính cho hai bạn gặp mà bạn... Mình cũng hỏi bạn nữ, bạn có phải là người mẫu quật thừa lần trước không bạn? Dạ, đúng rồi anh ạ. Ồ, vậy bên nay khỏe hẳn chưa em? Hôm dạ, nay hôm nay bạn sức khỏe được tốt chưa bạn? Dạ, cũng đỡ rồi anh, cũng khoảng 90% rồi ạ. Rồi, bạn nữ, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về con đường tình duyên của mình đi bạn. Nó lận đận long đong thế nào mà bây giờ vẫn ế? Dạ, thì em cũng trải qua một mối tình đầu tiên thôi ạ. Thì cái mối tình lúc đó là em đang là sinh viên năm đầu, thì quen anh đó cũng lớn hơn em 3 tuổi thôi. Thì giống như là một số lý do là tính tình của hai đứa không có hợp nhau. Dạ, nên là chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. Thì cái công việc của em á, tiếp xúc với mọi người cũng rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới nên em chưa có quen ai được ạ. Cái này là nhân duyên dành cho bạn đó. Tại vì những người mà tham gia chương trình là chúng tôi phải trải qua, phải mời lên để mà gặp, rồi nó tìm người đúng yêu cầu của các bạn, rồi tìm đúng rồi tới ngày hẹn hai bạn lên, bệnh bận đó là chương trình vẫn chờ cái ngày mà hai bạn rảnh rỗi, đó là cái duyên đúng không? Đúng, sắp xếp được công việc mọi thứ, sức khỏe ổn định, ngồi đây gặp nhau, duyên vẫn còn đó. Không biết là hôm nay bạn có nắm bắt được hay không nha. Rồi, mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Với em á, thì từ trước tới giờ em sống chung với gia đình, nên cái tính của em á, nó cũng hay còn con nít lắm. Em muốn tìm một người thật sự là chững chạc và chỉnh chu, để có thể giống như là anh có thể là dạy được em. Dạ, nói em nghe được á. Dạ. Trời ơi, bạn trai bên kia có muốn dạy bạn nữ không? Dạ, trong cuộc sống thì nói chung là dạy thì mình cũng không nói được tiếng gọi là dạy, những điều sai lẽ phải thì hai người cùng tâm sự và đúng chia rồi, sẻ lẫn nhau thôi, chứ dạy thì không có ai quyền để dạy. Đúng rồi. Hay đấy. Bạn không thích điều gì ở bạn nam? Dạ, bạn nam đừng có quá gia trưởng. Người Cà Mau có gia trưởng không bạn? Dạ không, dễ không gì. Không đâu, dễ gì, miền Tây, Tây mà. Đừng có nói nhiều quá anh. Đây chắc không nói nhiều lắm đâu. Không, chứ em nghĩ anh này nói nhiều lắm đây. Sao vậy? Sao tự nhiên em đoán chưa thấy tao mà biết tao nói nhiều? Tại cái lúc vô anh giới thiệu á, em thấy anh cũng nói hơi nhiều. Nhưng mà cái này là cần phải như vậy, em muốn như vậy. Dạ, giống như là cái chuyện gì mà cần nói thì mới nói, còn không cần thì thôi. Không, anh nhận qua anh khớp, anh rung rồi, anh nói vòng vòng cái món quà anh thôi, đâu có gì đâu. Mùa đông nên tặng dầu nóng là đúng rồi. Sao cái bạn trai? Đó. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà em 18 tuổi. Và mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Sau này em biết ra là người đó là có công ăn việc làm, nói chung là ổn định gần nhà. Thì người đó thì lựa chọn như vậy rồi báo tin cho em. Vậy là lần đó tới giờ em không quen ai hết. Buồn quá. Dạ. Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua đi em. Bỏ qua chuyện cũ đi ha. Dạ. Bây giờ mình hâm nóng tình yêu bằng dầu nóng đi. Bà muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì cũng không đặt ra vấn đề về bạn gái cao hết. Em thì muốn có một người bạn gái là nghĩ về gia đình nhiều chút, là cho, nói chung là em từ nhỏ em tự lập, em không có lo lắng cho gia đình, cho ba mẹ em được nhiều. Thì sau này á, thì người bạn gái thay mặt em thương yêu ba mẹ em, cũng như thương yêu ba mẹ bên gia đình bạn gái. Như vậy em cũng cảm ơn lắm rồi. Dạ.
Bây giờ mình có nãy mình nói về tính cách rồi ha, không thích gia trưởng, bây giờ về ngoại hình mình có đặt ra cái chuẩn bạn trai của mình là mẫu người như thế nào không? Dạ thì em cũng không có đòi hỏi cầu kỳ lắm, em chỉ cần ảnh cao hơn em thôi, cao khoảng 1m68 trở lên là được. Ừ. Dạ mặt rồi. Mũi bây giờ cao to, nhìn được là được, chị nhìn được là được. Đương nhiên chị nhìn là phải được rồi, mắt chị đâu có vấn đề sao không được phải không? Vậy được rồi, chị coi đi xong có gì chị nói với em. Đâu có được thì phải biết ý em sao chứ, chị coi vậy là ý chị rồi. Chào chị. Rồi chị thấy anh này anh được dễ sợ luôn em. Thôi em ngồi đi, được rồi em ngồi đi, cảm ơn em nha. Dễ thương quá trời dễ thương, không dễ thương thiệt chứ không phải vậy mà dễ thương đâu. Nhưng mà bây giờ bạn có cái điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chỗ phụ nữ xe xua với lại nhiều chuyện, như ví dụ như chuyện trong nhà thì nói chuyện với nhau thôi, đừng có nói chuyện người khác, vậy thì em không thích. À bây giờ mình chuẩn bị tới kết hôn chưa? Dạ có thể sớm nhất là cuối năm nay hoặc đầu năm cũng được. Vậy ha. Dạ tại vì trong gia đình của em cũng nôn để cho em lập gia đình. Rồi đến qua anh coi đàn gái sao nha, tình hình tiến sớm là được càng tốt. Chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe ảnh nói em cảm nhận sao? Em thấy giống như là người em đang cần tìm ạ. Dạ. Anh dễ thương lắm. Dạ. Anh thấy anh hiền lành lắm á. Dạ. Hả? Rồi, giờ cưới liền được không? Dạ, cho em thời gian tìm hiểu đi ạ. Nhiều. Bao lâu? Thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là được. 6 tháng nha. Được rồi. 6 tháng được á. 6 tháng. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em đi với sếp với lại mấy bạn ạ. À chào chị. Xin chào hai MC rất là dễ thương, Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ, chào tất cả khán giả trong trường quay. Thì em Sâm là làm việc với tôi cách đây cũng 2 năm rồi. Theo tôi đánh giá thì cái cô này rất là dễ thương, mà làm việc rất trách nhiệm, rất là sợ gia trưởng. Dạ, con công việc nhà con giỏi lắm, con nấu nướng này kia cũng được, con không gia trưởng. Cô ủng hộ mối tình này không cô? Cô thấy là dễ thương là được, dễ nhưng mà quan trọng là cái cảm nhận của cô bé này. Dạ. Ừ. Dạ, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người bạn đồng nghiệp và ba nuôi. À ba nuôi. Rồi chào bác. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, dạ. Chào ekip chương trình, khán giả trường quay. Sao nhận làm con nuôi bác? Cháu nó ở gần, thấy cháu nó ngoan, rồi là nó đi làm này khác nó chịu khó anh. Thế mà về nhà nó cơm nước này khác nó giỏi. Thì thấy nó ngoan ngoãn thì mình nhận nó con cái, rồi nó cũng coi như là quan tâm đến gia đình, nó cũng như là con cái trong nhà. Dạ. Nói chung là đến cái chương trình này là các cháu có nhiều cái thuận lợi. Vì mọi cái yêu cầu của các cháu là ban cố vấn chương trình người ta cũng coi như là tìm hiểu kỹ. Và các cháu ít nhất là đạt đến trên 50% những cái yêu cầu lớn của các cháu rồi. Thế còn những cái nhỏ nhỏ thì từ từ các cháu khi về sống với nhau thì rồi dần dần những cái nhỏ ấy thì rồi mình sẽ tự chia sẻ, san lấp nó đi. Dạ. Chứ còn không thể có những cái mối tình nào mà ngay từ đầu chúng ta tìm nó đẹp cả được. Dạ. Theo bác nghĩ rằng là đã đến đây thì là các cháu được. Thế còn quyết định là các cháu. Dạ. 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 Rồi cảm ơn bác. Dạ. Cha nuôi nói vậy cũng tốt ha. Dạ cũng cảm ơn bác. Ý kiến của bạn không? Em có đi với bạn nữa phải không em? Dạ bạn đồng nghiệp ngồi kế bên ba. Hỏi ý kiến của bạn tí. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em nhận xét. Chào khán giả. Dạ. Theo em thì em nhắn nhủ với anh Khanh một lời là phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ nha. Cô gái bên này là rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Ngắn gọn mà xúc tích đầy đủ ý nghĩa. Được đấy. Rồi, nào, bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Dễ thương đấy. Nào. Dạ, anh chào anh. Lần đầu gặp em thì anh có món quà tặng em. Món quà của anh cũng không có giá trị gì vật chất cho mấy. Thì nói chung đây là cái giá trị tinh thần và sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Tặng em. Dạ. Đồng ý quá. Rồi, thì thế nào nói đi bạn. Vừa gặp em thì anh cũng cảm nhận là thấy em dễ thương. Cũng đối với anh là được 90% trong cái ánh nhìn của anh. Dạ. Còn về em suy nghĩ về anh như thế nào? Em thấy giống như anh là hình mẫu mà em đang tìm. Trời đâu mà. Hơn 90% bên như đang tìm. Rồi. Vậy thôi mình tính tới chuyện tương lai đi. Kế hoạch của mình sau này định hẹn hò sao rồi kết hôn. Em nghe nói anh ở Đồng Nai thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Có thể những ngày anh nghỉ, ngày anh rảnh anh sẽ dành thời gian hết cho em. Tính em hay suy diễn lắm. Nhiều khi em như là em hay giận hờn lắm. Tính còn trẻ con lắm mà không biết anh có chấp nhận được không. Gì căng thẳng tháo kiến nào rồi trời. Cũng không có gì để khó khăn đâu em. Nếu mà yêu nhau thì xa
lâu gặp một lần nó mới quý. Chứ gần nhau hoài anh thấy không có chuyện gì để vui, không có chuyện gì mà để chơi vậy. Ủa đây lâu mốt vợ chồng ở nhà hoài rồi sao? Không phải, nói do hoàn cảnh bây giờ á, công việc, vì công việc người ta có người phải đi nước ngoài làm ăn, có người ở trong nước cũng chờ đợi như vậy. Anh với em thì trong nước Việt Nam cũng quá gần rồi, cũng không, nói chung là không có khó khăn gì cho mấy đâu. Giờ em thấy con tim mình thế nào Khanh? Dạ em có cảm động, rung động lắm rồi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Con tim mình nói như thế nào? Hồi hộp. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Rồi nào, đặt tay ra sau nút bấm. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là thời khắc quan trọng nhất. 1 2 bấm. 3 Bấm mắt vợ. Ơi. Bọn trẻ bây giờ. Tao bạn nói sao, bạn trai nói sao, Khanh nói sao khác. Bấm sớm chứ không bấm sớm mắt vợ. Dễ thương mà. Nắm tay nhau đi bạn. Ôm không hôn mất vợ luôn á. Không hôn mà cho anh ôm. Cho anh ôm cái đi kìa. Thôi được rồi anh. Mình né như vậy. Anh đâu có hôi đâu. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn. Đây, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đặt tay nhau đi xem phim nào các bạn. Không buông đâu. Không buông nha. Rồi. Em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Em hay khóc. Ủa sao vậy? Diễn viên khóc, hồi nãy em cũng khóc luôn. Em cũng là tính của hai giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Vô đây. Buông đâu. Trời ơi, cặp nữa thì... Không buông đâu. Không buông ha. Không buông đâu. Nắm chặt tay nhau. Đúng không? Hai các bạn hãy còn đang ế cho thầy nắm chặt tay nhau với những người mà mình cảm giác tình yêu đã đến để tìm hiểu, để đi đến hôn nhân. Còn bây giờ thì tôi lại tiếp tục tìm một cặp đôi họ nắm chặt tay như thế này quý vị nha. Mời quý vị đến cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ dọ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. À. Dạ em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. À. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm ở thành phố chị. Làm thành phố quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ chào bạn nữ bên kia ạ. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ em đang làm việc ở một công ty đóng tàu ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể là đốc công anh. Dạ. Đôn đốc viên giám sát công nhân nó làm. Dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe. Dạ. Anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà những cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính của hai giống bạn nữ vậy. Rồi. Thì, trước em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò, mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi chị đó, cũng có chồng rồi ạ. Dạ. Thì xem cái cặp đó em cũng... Anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ chị bán cơm với anh bảo vệ, dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Dạ. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi. À, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to, sáng, với nụ cười đẹp của răng trởn đó chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười hả? Này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ nụ cười giống anh là đẹp rồi. Rồi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà nó thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại cự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị, tính nhỏ nhen hay tính toán chứ. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có nói là không có lăng nhăng thì
Thì cái đó thì em chắc chắn không nên ăn, tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm. Dạ chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để đứng, đứng lên coi, đứng lên coi 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 có tiền không? Mét 7 lên được dạ, rồi. Dạ em mét 73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Ơi anh. Chắc không? Dạ chắc ạ. À. Dạ. Thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em 100% chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô á. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc tôi cho hung bên kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Được. Trời ngon lắm chú Bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu em coi coi. Ủa, sao. Ủa mà nhỉ? Em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. À. Chứ có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó. Mà sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh. Đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh là dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Sao không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét lắm. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi đừng làm gì nữa. Có hùng nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó. Nhờ được không? Không tôi khỏi hà màng luôn. Dạ vậy cũng được. Không được, không được. À, bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có 1-2 mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, như sau nhìn dễ thương. Dễ thương rồi được rồi. Dễ thương lắm. Nè không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của Bằng Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp của anh sao? Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì để đi làm vậy thôi, không có thời gian. Cho nên là chưa có tìm hiểu với bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Rồi, dạ. Bạn gái dạ, đi em, với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hường Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị. Anh thấy anh cũng hiền lắm nên chắc có vấn đề đó chắc em yên tâm đi. Anh nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên nào cũng hiền hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên người, đi. Mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Hả? Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, chúc em cũng ngày nào cũng xinh như bó hoa này nha. Dạ em cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. À. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi đấy. Ồ chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười anh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được không ạ? Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới ạ. À, sao em giống
anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó là lý do nhất. Và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Cái gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Cái vấn đề nhà, việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước, sửa điện, thứ là anh đó làm được, ok. Em đang tìm người biết sửa điện, sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 con đứa. Em em thích 3 đứa à. Phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà xin con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được. Dạ. Dạ, anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên chỉ cho cùng thì anh nên nằm bỏ quan, không bên Tây bên Tàu mà chân đi hướng Việt Nam. Anh cầm đón chân sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Không hát mà ông căng thẳng dễ sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn thì hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? Thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ cho. Để anh với Tường giữ cho. Rồi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm. Nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Bạn trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, nhiều có ai nói gì không? Dạ có ạ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ là bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi không đi em. Ngủ không đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng có tay quá vậy ơi. Đồ đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả trời, bạn gái nó chưa đụng vậy. Chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im. Im luôn. Thôi hổng quá. Thôi hổng quá. Diễm có cái vụ này lắm nghe, ba chục tuổi. Như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ, trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Xuống được. Được ha, 3 ngày được là gọi tôi nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước sinh được thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng như các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đám cưới là chụp hình là có đây rồi. 3 ngày sau anh Linh lo hết. Dạ. Khỏe re. Khoái cặp này quá ta. Cặp dễ thương à. Bây giờ nữ hôn bạn nam cái đi nè cho đặc biệt nè. Dạ thì em hôn ảnh nha. Ừ. Chúc hạnh phúc. Mong tin của tụi em. Đúng. Món quà em tặng anh làm kỷ niệm. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Có vấn đề này anh muốn nói là sao tại mấy anh cũng muốn chuyện đi quà mà mấy lần á. Chuyện đi quà xong rồi nó không có may mắn. Trời đất. Rồi, ngồi đây em nè. Rồi, ngồi xuống ghế nha. Dạ, cảm ơn chị. Tên tuổi, quê quán, công việc của mình. Tỉnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Truyền năng lượng nè, rồi. Em tên Quỳnh Thanh Rạng. 22 tháng... Ủa, 23 tháng 3, 1982. 23 tháng 3, 82. Tiền Giang, Gò Công. Miền Tây ha. Dạ.
đang làm kinh doanh. Kinh doanh về cái gì? Bên bánh kẹo. Bánh kẹo, kinh doanh cho mình luôn hay là kinh doanh cho người ta? Cái này vừa làm công ty vừa làm ở nhà luôn. À, được ha. Rồi mời em gái. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thu Ngân, em 31 tuổi. Công việc của em là nhân viên văn phòng, em làm kiểm nghiệm ở công ty dược ở Hậu Giang. Ở Hậu Giang hả? Ở quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Vĩnh Long. Quê Vĩnh Long, làm việc ở Hậu Giang, đi đi về về. Ủa, giỏi quá vậy. Đi về vậy một ngày mất thời gian bao lâu? 45 phút. Vậy là sáng đi sớm, chiều tối mới về tới nhà. Đi bằng xe Honda. Wow. Em đang làm việc ở đâu? Sài Gòn, quận 8. Quận 8. Nhà quận 8. Nhà quận 8, Vĩnh Long. Vĩnh Long ở chỗ nào? Dạ, ở Bình Minh. Bình Minh. Em có nào có về Vĩnh Long chơi chưa? Đi hết lần. Đi có một lần à? Trời đất ơi, rồi bây giờ nếu yêu nhau thì mình sẽ từ chỗ em mà tới nhà cổ khoảng 100 cây. Thì em nghĩ bao lâu mình sẽ thăm nhau được một lần? Cuối tuần thì có thể đi được. Cuối tuần em nghĩ đúng không? Rồi cuối tuần chúng ta có thể hẹn hò với nhau nha. Rồi rút ngắn thời gian lên Sài Gòn ở được không? Phụ ảnh làm kinh doanh bánh kẹo. Dạ được. Được, lấy chồng thì theo chồng, dễ thương ghê. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là làm được một công việc nhà giống như thay ống nước, làm sửa điện, đi với điện được hết luôn. Rồi cơm nước nội trợ thì có biết làm gì không? Chung là biết nấu mình ăn được. Mà định sau này sẽ về quê lập nghiệp hay là để lập nghiệp ở Sài Gòn luôn? Ở Sài Gòn. Như vậy thì mình có chuẩn bị những cái gì không? Ta nói an cư mới lạc nghiệp. Có chứ. Nói chung cũng có mua đất. Mua đất rồi. Mua đất ở đâu? Quận mấy? Quận Bình Tân. Rồi miếng đất ngang nhiêu, dài nhiêu? Nhỏ chắc cỡ 100 mét vuông. 100 mét vuông. 100 mét vuông là bự rồi. Thôi để dành tiền xây nhà nha. Chắc vậy. Để dành tiền khá khá chưa? Chắc cũng được. Cũng được rồi ha. Rồi chúc mừng em, vậy là cũng ổn rồi. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em thì em hiền, ít nói, ngại giao tiếp đến đám đông. Ngại giao tiếp, anh này anh cũng rụt rè lắm. Còn điểm mạnh của em thì em tỉ mỉ, cẩn thận. Về tình trường thì em như thế nào? Em đã có một mối tình hơn một năm. Mới đầu thì thương lắm, anh thương lắm. Rồi sau này anh cũng thương nữa nhưng mà anh đi thả thính. À, thương mà đi thả thính vậy là lắm gì, nó mới thương chứ chưa có lắm. Vậy thương với mình phải chung thủy với mình. Người có tính lăng nhăng vậy là cũng chưa được. Thế còn em? Tình trường trải qua 2 mối tình, chắc cả 5 rưỡi. Lý do sao chia tay? Do không hợp với bên mẹ, bên đạo công giáo nữa. À, bên đó hả? Rồi thôi bây giờ cũng chuyện cũ bỏ qua. Hôm nay mình tính tới cái chuyện mới, tiền tương lai. Thế em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có tính chung thủy, biết làm ăn, biết quan tâm chia sẻ, là người của gia đình, có trách nhiệm, cao khoảng 1m65 trở lên, ưa nhìn. Cũng tạm tạm đó. Rồi, thế thì còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Sống bình thường, biết chung thủy, thứ nhất, thứ hai là quan tâm, lo lắng cho gia đình là được. Thế em có tật xấu gì, em kể về ba cái tính xấu của em gì? Em hay giận, vu vơ thôi. Em hay ngủ nướng, em hơi khó tính. Trời trời trời, mà đưa hình chọn cái gì đâu, đưa hình chọn có một người con gái một trong tấm hình à. Rồi chọn cái gì? À, thôi cũng được, chọn đi em. Ảnh nó trọng á. Để coi. Có cổ trọng á, lựa đi. Thử coi cái giác quan của mình, cái cảm giác của mình coi có đúng không đâu, anh nào. Sao không chọn anh ẩm con? Dạ anh ẩm con, chắc anh có con rồi đó. Trời ơi, quan điểm sao? Nhiều khi ẩm con của người ta hay là cháu chắc trong nhà sao? Thôi được rồi, giữ đó đi nha, để xem cái sự lựa chọn của mình đúng hay không. Bạn trai chọn được chưa? Ai? Mắt kiến. Mắt kiến, lý do? Thích người đeo mắt kiến hay sao? Không phải nhìn là đoán được. Đoán được hả? Hay quá. Bên đây đâu? Cổ đâu? Bên đây. Hai tấm hình đều có cổ à? Cho em một cơ hội chọn lại đó. Trong hai tấm hình đều có cổ hết á. Đúng rồi. Rồi xuống qua tấm này là cổ là ai đâu? Mong kiến. Ồ, sao thấy hai cái mặt rất quớt, đâu giống gì nhau đâu. Rồi cầm đi ạ. À. Chà, cặp mắt tôi già mà tôi thấy nhiều người già hơn. Bây giờ chúng ta sẽ khó cái gì, khó thì bị phạt cưng. Mở cửa trái tim ra nè, xin mời hai bạn cùng hướng về nhau nha. Giây phút đầu tiên rất là quan trọng, để xem có điện giật, có sét đánh gì ngang mài hay không. Rồi chào anh. Đúng không em? Dạ đúng. Đâu? Ừ, không chịu chọn cái anh bảo ẩm con, sợ con của ảnh ha. Em thấy em chọn đúng không? Sai.
Sai. Anh hứa giống rồi đó. Không có tánh nào giống hết trơn á. Sai luôn. Giờ sai phạt gì đây? Không biết. Em gái đứng lên bước qua búng lỗ mũi hoặc búng lỗ tai ba cái. Trời ơi, nhỏ này nó sướng. Muốn làm gì nè. Trời ơi, cái biểu hiện kỳ vậy cưng. Búng ba cái cho chị. Búng đâu anh? Muốn búng ở đâu búng? Anh em muốn đâu anh búng? Búng lỗ tai, búng lỗ mũi. Bóc. Ao. Ôi trời ơi, cổ không nương tay luôn. Cổ nghe giống như chờ lên đây để búng. Em lên đây tìm bạn trai, lên đây để búng tay ta. Nghe kêu qua búng lỗ tai. Tội đúng sai, tội đúng sai. Ừ, tội đúng sai, dễ thương quá rồi. Bây giờ hai bạn gặp nhau rồi ha. Ê, này gì đây nè? Dạ, có món quà em tặng anh làm kỷ niệm. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Có vấn đề này anh muốn nói là gì? Sao tại mấy anh cũng muốn chuyện đi quà mà mấy lần á, bạn gái mà chuyện đi quà xong rồi nó không có may mắn. Trời đất. Mà vậy mấy lần rồi, không biết sao nữa. Mới quen mình tặng xong rồi cái không có quen nữa. Tặng mấy lần luôn. Mấy lần luôn? Hai ba lần. Tặng vậy? Gì vậy? Anh tặng gấu bông với tặng hoa. Thì mốt mình đổi quà đi, mình đừng tặng gấu bông, đừng tặng hoa nữa, tặng cái khác. Chắc vậy quá. Bỏ bao thư tặng tiền á. Rồi cô ấy muốn mua gì cô ấy mua. Trời, vậy cho nó dễ. Nếu mà có cơ hội sau này nói chung vấn đề quà không có thành vấn đề. Dạ không sao đâu anh. Thôi vậy bữa nay không có quà, người ta có quà cho mình cũng kỳ. Mà phải nó kỳ luôn, mắc cỡ luôn. Mắc cỡ luôn không? Giờ tặng người ta bài hát làm quà đi. Rồi cho anh phố tay, anh hơi nhút nhát. Mời anh. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành quê. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nhiên nhiên chim ngự hồn anh. Thôi cho ơi, chị Từ sẽ cho hai bạn tâm sự với riêng với nhau chút xíu ha. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn là cơm gan dưa bò tại nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant ha. Món ăn nhìn rất là hấp dẫn, đói bụng rồi đúng không em? Bởi ta nói đến với hẹn ăn trưa sướng lắm, vừa được có một mối quan hệ mới, vừa được ăn ngon nữa. Ít phút sau thì Tường sẽ quay trở lại. Rồi, mời hai bạn thưởng thức. Có gì muốn hỏi em không anh? Em thấy anh sao? Em thấy anh bình thường. Bình thường. Cơm tự nhiên hồi hộp quá. Ăn cơm này có nhìn được nhìn em là thấy ngon à. Anh định lập nghiệp ở Sài Gòn luôn hả anh? Đúng rồi. Ở nhà còn ba mẹ ở quê hả anh? Trong anh chỉ có mẹ thôi, không có ba. Hồi nãy em nói em ở Hậu Giang không? Em ở Vĩnh Long. Xin lỗi. Em đi làm ở Hậu Giang. Ồ, Vĩnh Long là chắc trồng trái cây nhiều không? Trái cây nhiều. Lúc trước có đi xuống Vĩnh Long á, xuống vườn trái cây đi chung với bên làm bên công ty, bên nhận phối nó tổ chức đi. Mấy mối lỡ có hẹn hò thì anh bao lâu mới xuống thăm em? Chắc cả anh tuần. Tuần nào cũng xuống. Nhưng nếu mà em cho anh cơ hội thì tuần xuống lại. Tại góc anh cũng ở Tiền Giang á, nếu mà anh đi về Gò Công cũng đi ngang nó cũng được. Có dịp nào anh mời em về quê em chơi. Dạ. Anh sinh năm 82 á. Đúng rồi. Quan điểm hôn nhân của em sao? Em thì cũng bình thường như mọi người con gái khác thôi. Chồng em thì phải có trách nhiệm với gia đình, không được ăn chơi nhậu nhẹt. Nhậu mỗi lần thì biết điểm dừng để mà về nhà. Chung là nói không nhậu không đúng mà. Có nhậu mà uống chừng khoảng 2-3 chai là thấy vừa là ngưng hoặc là đi ngủ. Nói chung là sống có trách nhiệm. Dạ. Gia đình anh sống từ cảnh khổ đi lên, anh hiểu được. Dạ. Khổ lắm anh.
Hồi xưa khổ lắm. Chị khổ mình cũng mượn tiền nha. Không, bây giờ thì nó khác rồi. À, bây giờ hết khổ rồi hả Cưng? Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn sẽ bốc thăm những cái câu hỏi nha. Xin mời bạn gái sẽ bốc trước, bốc một lá thăm và đọc lớn lên yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều ở trong đó. Xin phép nắm tay người đối diện rồi nói cảm nhận. Đứng lên. Em cho anh xin phép nắm tay em. Cảm nhận nha. Cảm nhận tay mềm, thật mát. Cũng hơi rung 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 xíu. Ai rung? Em rung. À, người ta mềm. Thấy mát. Có điện điện. Ta mềm, ta mát, còn em rung. Em có cảm nhận gì không? Dạ không. Có điện gì không? Mới đầu em lên em rung cái... Dạ mà. Ờ, nói chuyện hồi hết rung rồi ha. Em coi lại điện của em nó không ổn định nha. Ừ. Ừ, đó, cố gắng lên. Rồi, bây giờ em, tới phiên em. Nếu người yêu có một ngày tồi tệ hoặc một điều thật không vui, bạn sẽ là làm gì để người yêu bạn vui lên? Nếu mà bạn trai ngày đó không được vui á, thì em biết là nhìn cái mặt là em biết không vui rồi, thì em nín thinh thôi. Nín thinh thì sao rồi giúp đỡ em, được ta? Em đi nấu cái gì ngon ngon cho anh ăn. Ồ, có tâm hồn ăn uống hàng gì nó hơi phì nhiêu. Rồi thêm câu nữa đi nè. Rồi. Hãy nói ba điểm mà bạn thấy ấn tượng về đối phương. Mang mắt kiến. Rồi, gì nữa? Nhanh lên. Ba điểm nữa. Ừ. Kiếm khó quá. Khó quá hả? Nhìn cái khuôn mặt nó hơi tròn tròn tròn, nhìn dễ thương. Với cặp mắt tròn, to, dễ thương ha. Dạ. Được không em? Dạ được. Rồi tên ba thứ bạn và đối phương cùng có điểm chung. Nãy giờ chăm thử trò chuyện mình thấy có cái điểm chung nào giữa hai người không? Ba cái điểm chung. Theo ảnh chia sẻ thì em thấy là ảnh mong muốn người cũng chung thủy giống em, có trách nhiệm. Gì nữa? Có chung gì nữa không? Giờ chắc hết rồi. Có hai điểm chung thôi à. Hãy nhìn thẳng vào đối phương và hãy nói cho nhau biết rằng hiện tại cảm xúc của em như thế nào. Nói chung là em cũng cảm thấy hết cái bạn này cũng đồng quan điểm, có nhiều quan điểm chung giống nhau. Cảm xúc trong người em như thế nào? Cảm xúc em thấy thích. Còn em? Anh hiền. Nhưng mà hình như là anh chưa có... Nhát quá không? Không phải, cũng như là em đưa hai tấm hình nhưng mà chỉ có một người là chỉ trùng nhau thôi, mà sao anh sống sai em không biết. Biết sao ta, hai tấm hình kia là nó hơi khó cái chứ. Tại có cái người kia đâu nghĩ là bạn, tưởng nghĩ bạn hay là người bên của anh em trên gia đình á. Nhưng mà vấn đề là hai tấm hình mà em không có chọn trúng một người. Thôi bây giờ nè, cho em một cái cơ hội, em làm một cái gì đó, em thể hiện một cái tình cảm của mình nó mạnh mẽ hơn chút xíu với cô này trước khi chị đưa ra quyết định bấm nút. Tại bấm nút rồi là hết cơ hội. À, mạnh mẽ lên, em muốn nói gì với cổ, em muốn hành động gì với cổ, hay em tỏ tình với cổ, hay em muốn làm một cái gì đó rồi chúng ta quyết định bấm nút. Thì anh cũng tới đây giống như là mình có cái duyên, có nghĩa em cho bản thân anh cơ hội hay là cho chính bản thân mình một cơ hội thôi. Nếu mà được thì mình tiến tới luôn, còn không thì mình làm bạn cũng được. Ông nói chuyện về chất. Dạ. Nói chuyện về chất. Cái cô gái mà nói kiểu đó là làm sao mà được, phải tự tin lên chứ. Tự nhiên bấm nút cũng được, không bấm nút cũng được, mà bấm nút cũng được, làm bạn cũng được là sao? Chết cha. Chán không quá à? Rung rồi tại thôi. Tại vì chắc là chưa có cảm xúc đó chị, chắc là chưa có cảm xúc đó chị. Phải không? Có chứ, cảm xúc thì có. Có cảm xúc. Dạ. Bây giờ cô gái nãy thấy cổ là tròn tròn búp búp dễ thương nè, thấy không? Dạ. Em có đủ sức khỏe không? Dạ đủ. Ví dụ giờ em đi chơi với cổ rồi cổ xỉu hay cổ gì cái rồi em có ẩm cổ nổi không? Dạ nổi chứ. Qua thử cho tôi coi. Coi nhỏ nhỏ chứ. Có vỏ không? Không được. Rồi cho qua thử đó. Cho anh thử đi cưng à. Để mình biết. Đứng lên cái đã. Trời ơi, người ta đang ngồi cho nó ập mặt người ta đi. Quăng cái ghế ra. Quăng cái ghế ra một bên. Rồi thử coi. Cổ xỉu nè. Xỉu nè. Ô, được không? Dạ được. Ô trời ơi, trời thấy vững chắc không em? Xuống. Sao à? Rồi thôi về chỗ đi bạn. Cho các bạn có một chút xíu va chạm nữa coi có cái điện cái cảm xúc gì không, là tôi cứu hai bạn lắm rồi đó nha. Dạ. Hai bạn hơi khá rụt rè một chút xíu. Thôi bây giờ mình hãy đặt tay vào nút bấm đi hai em.
Giờ chị nghe chị Tường nói nha. Cái lúc bấm này nó rất quan trọng. Bấm nút là chúng ta khi mà cảm thấy rung động và mình muốn đối phương trở thành một nửa của mình để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân thì chúng ta mới bấm. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 Cho nhau cơ hội hay không cho nhau cơ hội là quyền của các bạn. 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm nút? Em thấy chưa có rung động. Em suy nghĩ thế nào? Em có buồn không? Cũng buồn. Chị nghĩ rằng là em chưa đủ sức thuyết phục cô ấy vì em hơi thiếu tự tin. Đúng rồi. Chứ thật ra thì hai bạn đều tốt hết đó. Nhưng mà còn thiếu một em hơi rụt rè. Nổi cái câu quyết định để mà bấm chị cho em cơ hội mà em nói như vậy là không được. Anh mong rằng em sẽ bấm nút chúng ta cho một nhau cơ hội. Chứ em nói mà bấm cũng được, còn không thì làm bạn bè. Nhưng mà được thì mình tiến tới luôn, còn không thì mình làm bạn cũng được. Ông nói chuyện vừa chất. Thì em nói cái câu đó là thấy em chưa có sự quyết liệt rồi. Buồn quá, rất là tiếc các bạn ạ. À, tiếc vì là ngày hôm nay thì Tường không có làm tròn cái vai trò mai mối của mình. Thôi thì hôm nay không thành. Nhưng mà chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. À, cố gắng lên nha, không rút kinh nghiệm. Bây giờ thì các Tường cũng xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cái người ta chọn anh hết đó anh à. Chắc anh ghế đỏ có bên đây là tại vì tôi chưa hỏi thôi. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ cũng tầm 300 đó. Trời ơi, cũng vài trăm đó. Ôi, nghe đừng đại gia giỡn nghe, bất phân thắng bại đó nghe. Rồi bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em, bế em. Rồi. Em cao mét mấy em? Dạ, em cao... Mét dưới á. Mét dưới chứ không vừa gì đâu. Chẳng dù mây con người mẫu. Em đẹp xinh cô gái Việt. Chẳng xuân phân tô sắc màu. Em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m52 như sao đáng yêu. Dịu dàng để mỗi tháng riêng ok. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Ừ, lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Và còn còn nhỏ mà đã thích cô quen gái lớn hơn 5 hay tuổi à. Ha. Tên dạ mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Ừ. Nhưng mà cái người đó là xin cảm ơn. Cái người đó là xin cảm ơn. Trời đất ơi, thằng này gu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn. Gu mặn dữ vậy. Máy lọc khí Sharp với công nghệ plasma cluster ion đến từ Nhật Bản, tạo mật độ ion cao, tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi toàn diện, ức chế virus trong không khí, tạo ra không khí trong lành. Sharp thanh lọc toàn diện, năng lượng trong lành. Các Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Xin chân thành cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì hai chị em mình cũng phải quyết chí. Dù gì hai chị em mình vẫn quyết chí đúng không chị? Quyết chí. Đập tay nè. Yeah, yeah. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, các Tường xin mời hai bạn nam bước ra sân khấu. Đừng ngồi lộn ghế nha. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Trời ơi, bên đây cũng là một bên đỏ một đen luôn nha. Ngày hôm nay tới chương trình là kiếp đỏ đen luôn hả? Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi đến từng nhân vật một. Giải đầu tiên cho Tường hỏi chàng trai ở ngồi ghế đỏ nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi, em tên là gì? Dạ em xin chào giữa Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn bên kia.
Em là tên là Phạm Thành Lập, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang làm sale bên bất động sản. Ở làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình, còn quê của Lập ở đâu? Dạ, quê em thì ở đây nhưng mà hiện tại ba mẹ em đang ở Bình Dương. Trước đó thì em làm gì? Trước đó em làm PT. Ồ, làm PT? Dạ. Rồi sau này cái bụng nó hơi bự bự ra rồi. Dạ, bỏ lâu quá. À, từ khi qua bất động sản chắc cũng ăn nhậu tiếp khách nhiều ha. Dạ. Bể phọt rồi ha. Dạ. Có tiền lấy vợ chưa? Dạ, có rồi. Có rồi. Có rồi luôn. Ok, được. Làm dữ. Được nhiều, có rồi là có nhiều. Dạ, cũng vài trăm á. Vài trăm. Vài trăm. Mạnh dữ. Mạnh dữ, cũng mong chủ nhỏ nhỏ ha. Rồi, cho chị hỏi một xíu nữa nè, điểm mạnh điểm yếu của Thành Lập là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là em nấu ăn ngon. Và điểm yếu của em là em sợ. Sợ gì? Sợ chuột. Sợ chuột? Dạ. Tại sao sợ chuột? Có chuột có gì đâu sợ. Thôi, em thấy nó em sợ lắm. Ngoài sợ chuột ra có sợ gì nữa không? Dạ, sợ rắn, sợ gián. Rắn thì ok rồi, rắn thì ai cũng sợ rồi. Con gián nhỏ xíu cũng sợ nữa. Sợ chứ. Bây giờ là cô gái ngồi vị trí ghế đỏ. Bạn kia bạn Lập đã giới thiệu rồi. Giờ em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chết, em xin chào anh Hứa Minh Đạt. Chào em. Em chào, mình chào bạn. Mình chào. Thôi mình chào mọi người đi, lễ nghĩa quá. Nói từng người đó là tới sáng luôn đó. Giờ mình tự giới thiệu về mình đi nè. Tên em là Tú Anh ạ. Tú Anh. Dạ, em sinh năm 2000. Và hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Thanh Hóa. Gia đình em thì ở Bình Dương. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu em là gì? Bản thân em là một con người kiểu tự lập ấy ạ. Khi mà mới bước chân vào đại học á là em cũng kiểu đã tự đi làm. Một tháng em không có xin ba mẹ em tiền. Vậy thì công việc em làm hiện giờ là gì? Nếu như mà tính từ trước đến giờ thì em làm rất là nhiều công việc khác nhau luôn. Nhưng mà hiện tại á thì em đang làm phục vụ trong một nhà hàng Nhật và chủ là người Nhật. Ngoài ra thì em thích chơi thể thao. Chơi thể thao? Môn gì? Bóng rổ đúng không? Đúng rồi. Trời ơi! Con bé này cười. Tự nhiên thấy chiều cao người ta. Em à, cao 1m mấy em? Dạ, em gì cao 1m rưỡi á. 1m rưỡi chứ không vừa gì đâu. Chẳng dù mây con người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt, chẳng xuân phân tô sắc màu. Em giản dị theo cách riêng, chỉ cao 1m5 hai như sao đáng yêu, dịu dàng để mọi thăng trình ok. Gần 1m6 là. Gần 1m6 chị. Ủa sao chơi bóng rổ tôi tưởng đâu cao 1m7, 1m8, 1m9 gì chứ sao. Thì bởi vậy nhiều khi những cái gì đó mà mình ao ước thì mình vẫn đam mê thôi, cái gì đâu. Rồi, ở đó là thế mạnh. Điểm yếu của em thì thường là em nói nhiều lắm ạ. Thì nãy giờ thì anh cũng thấy mà, anh cũng từ từ cảm nhận được. Còn gì nữa không? Có sợ gián, sợ chuột, sợ gì nữa không? À, nếu mà nói về nỗi sợ của em á thì em sợ tất cả các mọi con vật trên cái cuộc đời này luôn. Trừ con chó, con mèo ra. À không, thực ra nếu mà nói thì con chó em cũng sợ nha. Như là chó to thì vẫn sợ. Hay là mèo á, mèo. Em có sợ con trai không? Cái con đó là sợ nhất. Con đó là sợ nhất. Cái con đó là sợ nhất hả? Ok, bây giờ mình đến với chàng trai ngồi ghế màu xanh nha. Em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ cùng chơi ạ. Dạ, em tên là Đào Hồng Dương ạ. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Nhà em thì ở Bình Thuận á. Dạ, em lên Sài Gòn từ năm 2015. Dạ, em hiện tại là đang làm PT tự do vậy. Đi lại cũng PT luôn. Trời, wow. Hôm nay chàng trai hai chàng trai của ta đều làm PT. Nhưng mà này là PT đang còn hiện hữu nha. PT kia, PT kia. Quá thời. Cựu PT. Dạ, em có làm thêm công việc buôn bán kinh doanh online á. Thời trang là từ 2017 tới bây giờ. Là em làm tự do, tự kinh doanh. Dạ đúng, hai công việc luôn. Giỏi ha. PT là rồi bây giờ là em ở ra trên Sài Gòn là em ở với ai? Dạ em ở một mình ạ. Còn ba mẹ là còn ở Bình Thuận hết. Dạ, em còn mẹ thôi. Còn mẹ thôi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh á thì em hòa đồng, vui tính, cũng hài hước, lại biết nấu ăn. Chơi được nhiều môn thể thao. Chơi bóng đá rồi, cầu lông rồi, bóng chuyền, cái gì cũng biết hết á. Tại hồi trước là hồi ngày xưa em đi học cấp 3 là em là vận động viên điền kinh. Wow, ghê vậy hả? Dạ, em... vận động viên điền kinh. Dạ, em có huy chương vàng ở nhà, với lại có bằng khen á. Wow, nói chung đây là dân thể thao nghe từ nhỏ. Dạ, là phải không? Dạ đúng rồi. Thường thì cuối tuần em thích đi xem phim, rồi nấu ăn ở nhà. Rồi đi bơi thôi. Điểm yếu thì em hơi cục xúc một xíu đó chị. Cục xúc Cục xúc là nhiều khi thì nói chuyện mà
người ta là nói chuyện mà kiểu như mình nghe không lọt lỗ tai á, thì em thái độ em hơi cũng sung một xíu. À, có nghĩa là mình không có kiềm chế, mình tỏ thái độ thẳng dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải quá lố vậy. Ừ. Đủ cho người ta để biết là em thích như vậy. À, thường thường mấy người đó là ít biết lắm. Rồi. Rồi bạn nữ bên kia màu xanh. À, bây giờ cô gái mặc cái áo màu đỏ nhưng mà ngồi cái ghế màu xanh, giới thiệu cho mình đi nè. Dạ, em chào anh Đạt, em chào chị Tường, em chào hai bạn ngồi kế bên và chào tất cả khán giả đang tham gia chương trình. Trời ơi. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1997. Hiện tại em đang là một graphic designer. Dạ, quê em ở Vũng Tàu, thì em mới lên Sài Gòn hồi đầu năm nay. Điểm mạnh em biết em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là cởi mở, nói chuyện nhiều. Nếu mà kiểu thân quen thì em có thể kiểu hài hước được. Em làm trong cái ngành graphic design thì em có thể sáng tạo hoặc là tưởng tượng. Điểm yếu của em là ngủ xấu. Ngủ xấu? Ngủ xấu là sao? Ngại là... Không. Ngủ bành kỳ. No. Kiểu là em rất là, em ngủ rất nhiều, giống như là em đang ngủ đúng không, mà kiểu ai tới mà phá em á là em sẽ quạo. Em ngủ không đủ giấc em cũng sẽ quạo. Wow, à đó là ngủ xấu á hả? Dạ. Nghe ngủ xấu tôi tưởng đâu là banh chân banh cẳng đồ gì rồi ngái đồ hay cái đó em gì? Ngủ nết na lắm chị. Nết na lắm mà. Cái đó người ta nói nôm na là ham ngủ. Dạ. Nhưng mà kiểu mà cũng hay quẹo với người ta thì cũng là xấu. Bây giờ mình sẽ khai thác sâu hơn các bạn nha. Mình sẽ đi vào tình trường để tìm hiểu coi các bạn yêu đương như thế nào rồi. Quay trở lại với Thành Lập ha. Dạ. Tình trường mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 3 mối tình. Dạ mối tình đầu tiên thì để lại cho em ấn tượng nhiều nhất. Đó là mối tình đầu. Dạ. Kéo dài bao lâu? Dạ 5 năm chị. 5 năm? Dạ. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Ừ, lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Và còn nhỏ mà đã thích cô quen gái lớn hơn 5 tuổi ha. Gu cũng mặn ha. Cũng rồi sao chia tay? Ba mẹ người đó hối thúc lấy chồng á, nhưng mà lúc đó kinh tế em lại chưa có rồi. Đúng rồi, người ta lớn hơn em 5 tuổi thì tới tuổi người ta lấy chồng mà em thì chưa muốn lấy vợ. Dạ. Tới dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Ừ. Nhưng mà cái người đó là siêu ngậm ơn. Cái người đó là siêu ngậm ơn. Trời đất ơi, sằng này gu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn. Gu mặn dữ vậy. Lúc đó là em chưa biết á. À, vậy là người ta giấu em. Dạ. Rồi em quen bao lâu mới phát hiện? Dạ, em quen được 1 năm. Rồi sao chia tay, em không chịu hả? Dạ, do nhà em lại chưa có gì hết nên gia đình em cũng không có đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý cái vụ khuyến mãi á phải không? Dạ. Ờ, mà bản thân em có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Mối tình thứ ba, đừng nói mặn nữa nha. Dạ không, mối tình thứ ba thì người đó độc thân. Vậy là trúng rồi, vậy là vừa khớp rồi, rồi quen được bao lâu? Dạ, lúc đó cái người đó mới có 22 tuổi. Ừ. Nhưng mà con nít quá, tính tình là không có thích con hợp gì. Trời ơi, lớn hơn cũng không được, có con rồi cũng không được, giờ nhỏ hơn cũng không được, gì cái em muốn sao? Nên mà tính em nó chững chạc hơn. Ừ. Còn cái bạn đó thì nó hay nhõng nhẽo quá. À. Những lúc em làm về mệt, có nhiều cái nó gây áp lực á. À, nên em lại không thích. Chết. Bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Nhỏ thì không sao, em cũng chấp nhận, nhưng mà phải hiểu chuyện chút xíu. Rồi tính tình phải chững chạc. Ừ. Cách ăn nói cũng phải đúng đắn. Cao hơn chừng 1m6. Bên đây cũng gần được 1m6. Gì nữa? Xinh tí xíu là được rồi. Xinh nha, bên đây rất xinh nha. Như lại muốn quen trong khoảng tầm 1 năm đổ lại để cưới thôi. À, 1 năm là cưới liền luôn hả? Dạ, 5 đổ lại là cưới luôn. Nhưng mà cho hỏi cái áo là cái kiểu nó vậy hay là mình tự thiết kế à? Dạ, cái này là em quen một người bạn chuyên lấy hàng kia. À, cái áo đó là ấn tượng đó nha. Thôi đừng có xin xỏ. Cái thấy áo đẹp á, thiết kế hay lạ, kim sao học lũ á chân. 22 tuổi của tôi nè. Hãy tâm sự về chuyện tình trường mình đi. Thực sự tình trường em thì em mới yêu có một bạn. Yêu một bạn? Anh kém em 3 tuổi, cũng được gần 1 năm ạ. Lý do sao chia tay? Giống như, tại vì nếu mà em nói lý do chia tay thì nó rất chi là lãng xẹt luôn. Là trước đó là em kiểu là quên không rep tin nhắn hay là gì đó. Tại vì em rất là lười nhắn tin luôn. Xong rồi cái bản rỗi rồi thì em cũng kiểu thôi xin lỗi. Đang xin lỗi thì tự nhiên cái áo cái màn hình ra. Xong em mới kiểu ớ kìa. Thôi thế thôi đi ngủ đi. Thế thôi đi ngủ đi. Xong rồi cả hai đi ngủ đi. Xong rồi là ngủ luôn đó. Là đi ngủ luôn, là hết luôn. Rồi bây giờ em muốn lấy một người bạn trai như thế nào? Anh ấy thì kiểu vui tính. Anh cao 1m7 là được. Em cao 1m mấy cưng? Dạ, em cao 1m68. 1m68 được không? Trả giá xuống 2 phân được không? Chứ người ta cũng là 1m6 đó, bây giờ phải bù qua sức lại. Rồi, đi. Rồi gì nữa? Yêu thương chăm lo cho em được. Tình trường em sao nè?
Dạ là em có quen hai người ạ. Dạ người đầu tiên thì bé đó thì còn nhỏ. Em quen lúc đó là bé đó mới học đại học năm nhất ạ. Quen thì trong thời gian 3 năm thì hai đứa cũng chia tay mấy lần. Nhưng em nghĩ là giờ có quen tiếp là cũng vậy, cũng cứ như vậy hoài á. Rồi em muốn chia tay luôn. Em là người chủ động. Dạ đúng. Ở gần 1 năm sau thì em có quen một bạn bằng tuổi. Bạn đó thì tính kiểu như em thì em thích con gái quan tâm là ngọt ngào xíu. Bạn đó thì tính không có như vậy. Mà em thích con gái Huế, bạn đó là con gái Huế nữa. Dạ. Tại ngày xưa em đi học đó là cô chủ nhiệm nói là con gái Huế là cái gì cũng tốt hết á. Cũng biết lo chồng con, là tính tình điềm đạm á. Thì lại thấy em thấy gặp chúng người nữa, rồi em tìm hiểu quen. Nhưng mà trong thời gian quen thì bạn đó là mỗi lần mà đi chơi là sẽ không cầm điện thoại. Kiểu như là em thì em không thích vậy, là người yêu mà đi chơi thì nó phải nói em một tiếng là được rồi. Không cần là cứ phải nhắn tin suốt, nhưng mà đừng có mất tích đó chị. Ý là coi như bạn đi chơi với người khác á. Dạ, chứ không phải đi với em. Dạ đúng rồi. Là coi như không cầm điện thoại theo. Có nghĩa là em liên lạc là không được. Dạ đúng. Hay rồi. Là tại cô nói em vậy thôi, chứ điện thoại cô vẫn cầm mà tại cô không muốn nghe liên lạc của em. Dạ thì có nói là lúc mà sau đó thì hai đứa cũng cãi nhau. Là cãi nhau suốt luôn cái vấn đề đó nữa. Rồi sau này chia tay là gì? Bạn đó về ngoài Huế, không ở Sài Gòn nữa. Rồi cái lúc mà cái bạn đó đi chơi với em á thì bạn đó có cầm điện thoại theo không? Có chứ ạ. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Bạn nó kêu là vậy sao đi chơi với em thì cầm điện thoại theo, mà đi chơi không có em thì không cầm điện thoại theo. Dạ như là có cầm á chị, nhưng mà không có thói quen thì đó. Dạ. Chị mới nói rồi, là tại vì người ta không muốn nghe điện thoại em, chứ không phải là người ta không có đem điện thoại theo. Dạ hiểu ý chị nói không? Dạ hiểu. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân, lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Dạ. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Dạ đừng có bỏ bê em. Đừng có bỏ bê em. Lại biết nghe sao thấy thương quá vậy. Đừng bỏ bê em. Đừng có bỏ bê em. Em thích kiểu là lúc yêu nhau á là không phải nhắn tin liên tục cả ngày, nhưng mà trong cả ngày đó phải biết lúc nào nên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm nhau gì đó. Ngoại hình là chị thì cao 1m6 trở lên là được. Rồi. Tôi nhìn thôi, không cần quá đẹp, còn mà body đẹp thì gặp em. Body đẹp là gặp em. Dạ. Nói chung không cần đẹp cho. Cũng được. Dạ. Vô tay em là đẹp phải không? À rồi gì ốm gì cũng được. Ngọt ngào một xíu chị. Ngọt ngào à? Dạ. Dạ, biết quan tâm em một xíu. Đừng bỏ bê em. Rồi, chốt đi, chốt lại vấn đề vẫn là đừng bỏ bê ảnh là được. Đừng bỏ bê. Rồi, tiêu chuẩn rất là đơn giản. À, bây giờ tới cô gái ngồi màu xanh. À, điện thoại em dung lượng full 100% chứ? Dạ, có. À, có, đủ lúc nào 100% á ha? Dạ, đúng rồi. Người nào gọi mình vẫn nghe bình thường, như những cuộc hẹn hò hay là cái gì bình thường chứ hả? Dạ, nếu mà nghe có cuộc gọi nhỏ thì sẽ gọi lại. Em tâm sự về tình trường em đi. Dạ, em thì có 3 mối tình. Tại vì yêu xa, hồi đó em ở Vũng Tàu thì bạn nó trên Sài Gòn. Với lại bạn ít đi tắm biển quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa không đi tắm biển. Dạ. Kiểu bạn nó nhỏ hơn em 1 tuổi. Trong 3 mối tình đó. 3 mối đều 6 tháng hơn. Chà, như có thói quen là quen ai cũng 6 tháng á mấy bạn ơi. Tôi hy vọng là phá cái vết này nha. Hai mối tình còn lại 6 tháng là vì sao? Kiểu là tính cách không hợp á, rồi người thì bận quá, người thì rảnh quá, xong bắt đầu kiểu hay ghen chia tay. Ai ghen em là người? Dạ bên kia ghen. Bên kia ghen. Dạ. Kiểu em đi làm thì em sẽ không cầm điện thoại thường xuyên, còn buổi tối em có thể đi chơi với bạn. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân, lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Đừng có bỏ bê em. Bên đây cũng muốn cầm điện thoại thường xuyên luôn á nha. Rồi không đó, phải thói quen mình mà. Dạ, thà mình nói trước đúng không? Dạ. Thà mình nói trước. Em mà đọc tin nhắn thì em sẽ trả lời liền. Còn bình thường em sẽ không có thói quen cầm điện thoại quá nhiều. Ví dụ là người ta sẽ gọi điện thoại nhắn xong tin. Xong người ta nghi ngờ rồi kiểu thôi chia tay bớt đau khổ. Mẫu hình lý tưởng người đàn ông của em như thế nào? Trưởng thành. Trưởng thành. Dạ. Ổn định trong công việc, rồi có cầu tiến trong cuộc sống. Rồi gì nữa? Sạch sẽ, chỉnh chu, đừng có bê bối. Tính tình thì sao? Tính tình thì hay là chủ động nói chuyện vui vẻ nhau là được. Cao trên 1m7. Cao trên 1m7. Em cao như em. Dạ chắc 1m71, 1m72 gì đó. Dư. 1m71, 1m72 được. Trời ơi, người ta dân BT đồ con lắm đó nha. Rồi gì nữa không nè? Nhắn tin cho em nhiều. Không, đừng. Nhắn sương sương thôi, tại nhắn vì nhắn sương sương, sáng sương buổi tối rồi ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng kiểu rồi. Đừng nhắn quá nhiều á. Cũng không cần phải gọi thường xuyên quá nhiều, cũng không cần đi chơi quá nhiều. Ủa gì kỳ vậy?
Ủa nếu vậy là cũng được quá nhiều. Bỏ bê người ta rồi. Wow. Đấy là kiểu một mức nhất định thôi, giống như một tuần mình đi chơi vài ba bữa thôi. Ví dụ 3/7 hay là 2/6. Đúng rồi, nhưng mà rồi không đi chơi thì cũng phải có nhắn tin liên lạc gọi điện mỗi tối chứ. Thì ý là nhắn ít thôi, kiểu là đừng có nhắn dồn dập giống như là em nhắn thì trả lời liền rồi. Nhắn qua nhắn lại nó nhiều quá. Thì cô ngộ vậy, tự nhiên có bộ tôi nhắn tin mà bộ tôi không nhắn trả lời liền là tôi giận à. Ý là kiểu đừng có dồn dập quá đúng không? Không có dồn dập quá. À đừng có dồn dập quá, một tuần chỉ chơi 3/7 hoặc là 2/4/6 thôi, đừng có đi chơi một tuần. Sắp lịch 3/7 đi này, 2/4/6 đi kia, chủ nhật chơi nọ hay gì? Chắc vậy, em sẽ lên lịch trước. Lên lịch trước. Dạ. Ủa, rồi thí dụ như rồi 2/4/6 đi chơi bạn trai, 3/7 chơi gì? Đi chơi với bạn em. Đi chơi với bạn em. Trời ơi. Rồi xong còn đồng nghiệp công ty. Rồi em có thể tự đi chơi một mình cũng được. Hoa wow, lên lịch kiểu gì kỳ vậy ta? Rồi, bây giờ, người thân bây giờ chúng ta giao lưu với người thân. Hôm nay về Tường thấy là bên cánh phải của Tường có hai bạn. Rồi chào em trai. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hương Minh Đạt ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Lê Nguyễn Hữu Khánh. Em là em họ của chị Tú Anh. Em họ. Nếu mà theo em chọn nha, là em chọn anh ghế màu đỏ. Tại vì ảnh kiểu có đầy đủ tất cả cái yếu tố mà. Có đầy đủ mấy trăm triệu. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi chào em gái. Dạ chị Cát Tường và anh Hứa Vinh Đạt à. À, em. Rồi em là đi theo bạn kia nữa phải không? Dạ đúng rồi, thì nếu mà chọn thì chọn anh ghế đỏ đi. Vẫn là chọn anh ghế đỏ. Chà, ghế đỏ đắt dữ ta. Chắc anh có mấy trăm triệu đó anh, cái người ta chọn anh hết đó anh à. Chắc anh ghế đỏ có bên đi... đây là tại vì tôi chưa hỏi thôi. Tính muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng muốn à. Đã sẵn sàng hết chưa? Dạ cũng chuẩn bị rồi. Làm hai job luôn ha. Dạ. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ cũng tầm vài trăm. Đó, trời ơi, cũng vài trăm đó nghe. Đừng có giỡn. Đừng có giỡn nghe. Bất phân thắng bại đó nghe. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Bây giờ thì chờ đợi gì nữa vậy Tường ơi. Tất cả mọi người ở đây chúng ta tự đưa ra quyết định. Mở cửa trái tim. Các em hãy giao lưu đi, thoải mái lên. Anh ghế đỏ cười cười mỉm mỉm hoài, cảm giác anh thế nào? Thấy dạ. Bạn xinh. Xinh đúng không? Dạ. Nhưng mà em vẫn giữ ý kiến riêng của em là một năm nữa lại để cưới. Rồi còn cảm xúc của em như thế nào khi mà lần đầu tiên gặp hai cô gái ngồi bên kia? Dạ hai bạn nữ dễ thương à. Hai bạn nam phải có quà tặng cho các bạn nữ chứ. Hát bài tặng các bạn đi. Dạ em xin hát một đoạn nha. Đó, rồi ok, chút văn nghệ đây nè. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Wow. Giọng lạ ghê á, giọng nhạt 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 của mũi mà câu cao cao mà trong 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 mà. Trời ơi chị em ơi, một năm cưới liền tay. Dạ. Rồi tới em, bây giờ bên đây người ta hát rồi. Giờ em làm gì đây? Mày ra biểu diễn thể hình đi. Đó. Đó. Đó đi chuẩn. Em muốn làm gì? Dạ chắc hít đất đi chị. Em đứng em vé em gồng đồ lên cho chị, có con chuột con đồ đi. Hít đất thì ai không biết em hít nổi. Wow. À, đứng này. Đây, rồi. Biểu diễn. 2, 3. Đâu, hình như chị thấy có cái mặt trò gì vậy coi. Chuột có chạy không? Quá. Wow. Giật ngực hả? Chết cha. Rồi bây giờ. Rồi, giật ngực, vô, giật, giật. Đó. Trời ơi, trời. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Giật coi, giật. Không, giật cái mỏ thì được. Rồi, bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu, bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em, bế em. Rồi. Rồi. Rồi là gì nữa không anh? Quá dữ luôn. Hồi nãy cô bé này nó là học tiếng Nhật thì bây giờ em hãy hát một cái gì đó ca khúc tiếng Nhật cho anh nghe đi nè. Em nghĩ là em sẽ hát bài Sakura. Sakura. Wow. Sakura hira hira mai yori te ochite
揺れる想いの竹を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えているよ桜舞い散る Ồ, em có thể là ca khúc đó. Rồi, em có gì tặng không nè? Em có quyển sách. Rồi, em tặng đi. Rồi, tới tiết mục tặng quà các bạn ơi. Chị tặng cho ai ta? Tặng ta lăng tăng 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 tăng. Wow, đó là quyển sách mang tên gì? Có gì đâu, có quà tặng ta đàng hoàng nè. Dạ, đây là quyển sách mang tên Sống tốt trời xanh. Ủa, tại sao em? Sống tốt trời xanh là ý nghĩa gì? Trời xanh, anh chưa đọc. Trời xanh gì? Trời đọc xanh tự ăn bài. Trời ơi, trời đọc có ơi, trời đọc xanh mình không, đọc à. Không hết. Chữ to hơn chị. Sống tốt đi rồi trời xanh tự ăn bài, bữa nay có bồ, nghe không? Wow. Em cảm ơn. Quà đá nhỏ. Cái kẹp tóc á, tại vì thấy bạn đó, đồng đội hay kẹp tóc á chị. Đâu, bé này kẹp tóc cũng hay, anh kẹp cho. Đó. Qua giúp cho người ta đi. Có cái gương không? Anh đưa cho anh. Trời kẹp đi cho nó có tình cổ. Đeo kẹp vô cũng đẹp. Đó, kẹp lên cái máy đằng sau đó. Đó, bấm vô, đúng rồi. Đẹp quá trời ơi. Thiệt tình khi đàn ông kẹp nơ là hai cái đẹp nơ. Đẹp rồi. Đâu? Đó, cái nơ nó phải dảnh lên trời. Quá trời đẹp. Rồi, con cặp này sao đây? Uống ảnh để em ta. Thì mới vậy. Em cái này là nó phải dành. Này trao đổi quà ha. Cảm ơn em. Rồi. Hôm qua mới em mới thèm bánh ông lan. Hôm qua mới thèm bữa nay có luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ quan điểm về tình yêu nè. Không hiểu. Bạn ở ghế đỏ là. Rồi, ghế đỏ là Tú Anh. Dạ. Nếu mà trong vòng 1 năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó nói chuyện hôn nhân hay không? Em nghĩ là không. Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết đó. Em phải sở hữu cái gì đó đã. Mà bạn ghế xanh đó. Nếu mà một năm đổi lại em có muốn kết hôn không? Dạ không. Dạ không. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trời, mấy bạn này thẳng thẳng thừng quá. Hai anh có ai có xăm không? Không, anh không có xăm. Mấy anh có thích con gái xăm hình không? Xăm nếu... mấy chỗ không nhạy cảm. Ủa, xăm mấy chỗ không nhạy cảm là mấy chỗ gì? Nào? Đi ngực này chị. Là được hay không được? Dạ không. Vậy thí dụ xăm ở đâu là được? Như là tay, vai, nên là sự trên cổ. Kỳ vậy? Cái quan điểm em ngược lại với chị á. Người ta xăm những chỗ nhạy cảm là những chỗ kín. Bây giờ em dẫn bạn gái về cho nhà gia đình mình. Nếu mà gia đình mình không thích cái người mà có hình xăm thì mấy cái lộ ra nơi cổ nè, nơi tay nè, là mấy lộ ra nơi chân là lộ ra nè. Trong khi người con gái người ta xăm trong mấy chỗ kín nè, có ai thấy gì đâu. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Đúng không? Nhưng mà cái người thợ xăm thấy vậy. À, vậy là ghen với ông thợ xăm. Cái người thợ xăm thấy. Trời ơi. Là trời. Chứ còn nếu mà nói về quan điểm rõ ràng không quý vị, những người ta xăm chỗ kín là người ta có một cái chuyện thầm kín riêng cá nhân của người ta đâu có phô trương điều đó ra ngoài. Ví dụ như giờ Tường cũng có dạy con gái Tường á, con muốn xăm gì cũng được nhưng mà con xăm những cái chỗ nào mà cần che thì phải che được. Ví dụ bình thường con xăm nhưng mà tới lúc mà tới nhà bạn trai đó thì con mặc cái áo tay dài vô thì phải không lòi ra. Còn những cái chỗ nào xăm mà lộ ra như vậy là không được xăm. Tại vì nhiều khi vì một cái hình xăm mất chồng như chơi. Đó, tôi dạy con tôi vậy đó. Anh ghế đỏ anh có thích? Dạ, em thích. Thích gái hình xăm không? Mà em có xăm không? Dạ không. Vậy hả? Em thích con gái xăm. À, thích thích gái xăm. Xăm ở đâu? Dạ tai. Rồi chân. Chỗ kín được không? Dạ. Chỗ thầm kín được không? Lộn, thiếu chữ thầm. Dạ được. Sao tại sao cứ hỏi câu đó? Tại vì em có xăm. Nhạy cảm hay là lộ liễu? Chỗ xương qua xanh. Em có xăm mình không à? Em có dự định xăm mình. Em đang suy nghĩ về hình xăm mà em thích hoa hướng dương. À. Hoặc là con ong. Cho em hỏi cái bạn nữ. Hỏi cổ đi chứ khỏi xin chị. Em gì ai đó? À? Báo đỏ ghế, hay là ghế đỏ lại chơi chiếc mắt lé nữa mệt nữa. Thường là em đi xem phim là em có tập trung coi phim không? Là có. Em chỉ xem phim thôi, đúng nghĩa xem phim luôn. Xem xong chị ra ngoài mình mới đi cà phê là chủ yếu là đúng nói rồi. Thôi đúng không? Đúng rồi. Buổi hẹn đầu tiên nên mình sẽ chưa biết về người ta mà, nên là nhỡ may bạn đó có là một người nhàm chán đi thì sau khi xem phim xong sẽ có cái để bàn. Ok, nói sẽ kiểu là ở cái phim này như vậy bla bla đi. Có hỏi gì nữa không em? Cho mọi bạn đồng đỏ. Nếu mà sau này mà có tìm hiểu mà quen, ví dụ như mình ở Thủ Đức á
hay là cả hai cùng nhau là đi qua đi lại, hay là bạn muốn mình ngay lúc nào hẹn hò là phải chạy qua đó? Em nghĩ là sẽ muốn chạy qua đó em. Hai bạn nữ mình rất là thẳng thắn. Rồi sao? Rồi bây giờ tới em nè. Em muốn hỏi gì hai anh này không? Em muốn hỏi hai anh câu là hai anh có suy nghĩ như thế nào về con gái mà Sở khuyên? Ý là sợ nơi nào em nhỉ? Nè, tôi thấy là ngay lỗ tai đó, mũi này, ngực rốn nữa. Rốn nữa? À không, ý em hỏi thôi chứ không, không phải em, em không có sợ, em hỏi thôi. Em không có thích lắm, em không có thích lắm. Không thích, xăm ta còn không thích mà sao thích sợ? Sở khuyên, đừng có sợ những chỗ nhạy cảm quá. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tai, mũi, và môi thì được. Em thấy bình thường. Thấy bình thường, dạ. Lại hợp với bà thím bảy từ nữa. Đâu nè, bây giờ mới khoe không đi nè, đây có sỏ hai cái lỗ tai nha. Cái lỗ mũi em là cái một ruồi hay là cái khuyên vậy? Là cái khuyên ạ. Cái khuyên. Đó, nãy giờ nói chuyện trò chuyện gì cũng nhiều rồi, hiểu nhau rồi nha. Cái nào hợp, cái nào không hợp rồi. Bây giờ các bạn nam mình đứng lên đây, mình mạnh dạn nè. Bạn nam sẽ bước qua, mỗi bạn sẽ được xin phép hai em gái cho mình nắm tay. Rồi mình nhìn thẳng nhau, nói vài ba điều sao hôm nay mình gặp nhau, có suy nghĩ, cảm xúc gì thì mình cứ nói. Anh xin nắm phép tay. Dạ. Nói chung thì anh thì thích cái chuyện là quen một năm đổ lại để cưới. Còn nếu mà em thì chưa muốn thì nói chung thì có thể suy nghĩ lại. Cái ý định ban đầu của em thì cũng muốn là tìm có người yêu kiểu hơn tuổi mình, để người ta chăm sóc được cho mình á. Anh xin phép nắm lấy tay em. Em có chịu một mình quen nhau một năm đổ lại để cưới không? Dạ không, dạ không. Nếu em định em một năm muốn bao nhiêu năm? Từ 2 và 3 năm. Sao tay em lạnh quá vậy? Đi cho đến nó lạnh. Rồi anh cảm ơn em. Dạ em cảm ơn. Còn nếu mà bây giờ mà em quen người yêu mà người yêu không thích em sợ khuyên lắm, nhưng mà vì hai người rất là có tình cảm á, thì ý là không phải là cấm nhưng mà hạn chế, thì em nghĩ sao? Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Kể cả việc nói chung là như kiểu em cắt tóc hay gì á, kiểu bố mẹ không thích nhưng mà em vẫn làm. Nên là với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Cảm ơn. Dạ em. Nếu mà cái là quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu, cái là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ấy là kiểu giống vậy. À rồi, cảm ơn. Em hỏi gì chị đi Đạt? Chị thấy sao? Chị thấy mệt. Em thấy nó chớm chớm cái màu gì em cũng biết nữa. Về chỗ mình ngồi đi. Rồi, dù gì thì chúng ta cũng phải đến cái kết cuộc nhé. Và ngày hôm nay khi các đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái sự quyết định của các bạn. Tuy nhiên hãy đưa ra quyết định đúng với những gì mà mình đang suy nghĩ. Đây là khoảnh khắc quyết định để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những khoảnh khắc chân thật nhất. Các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Nếu mà cái là quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu, cái là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ấy là kiểu giống vậy. À rồi, cảm ơn. 4 Nếu mà trong vòng 1 năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó, cái chuyện hôn nhân không? Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết á. Em phải sở hữu cái gì đó đã. 3 2
bấm mà. Trả tiếp một phát, bấm mà. Và thời gian đã hết. Hết thời gian. Là các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ gì. Có nghĩa là ngày hôm nay không một ai bấm nút cả. Thật ra là với kinh nghiệm làm mai của Cát Tường với Đạt thì nãy giờ đó nghe cũng có cái mùi rồi. Cái mùi thất bại của ông ba bà mối rồi. Nắm tay nhau. Đúng rồi, nhưng mà điều mình cũng muốn hỏi qua ý kiến các bạn một chút xíu. Chắc là cũng không có gì lạ nữa đâu. Em là tại vì em thấy không hai cô, không có cô nào mà muốn năm sau đám cưới nên em không bấm đúng không? Dạ yeah. Chị cũng thấy vậy, còn em tại sao lại không thích hợp? Bạn nữ ghế đỏ thì kiểu như là làm theo ý mình đó chị. Dù nói vậy thì nhiều khi em nghĩ nó sẽ không có hợp cái suy nghĩ. Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm, yêu bản thân nhất. Còn bạn ghế xanh thì em nghĩ là bạn ấy chắc cũng chưa sẵn sàng để yêu rồi. Bỏ bê em nữa rồi. Tụi em nghĩ đúng rồi đó. Còn hai cô gái trẻ này, thế thì mục đích mình đến chương trình là chị Minh có bồ chơi cho vui thôi phải không? Có bồ qua ngày đoạn tháng cho có thêm kinh nghiệm thôi phải không? Dạ không phải, thực sự là ý là em cũng muốn tìm được một người yêu mà trưởng thành. Thì như em cũng đã chia sẻ là em là người rất vô tâm, mà lúc mà anh kia nói là bỏ bê á là em đã chắc chắn là em sẽ không hợp với anh ghế xanh rồi. Còn anh ghế đỏ, nhưng mà anh lại cứ khăng khăng cái việc là phải cưới sớm. Mà em thì thực sự cũng chưa có sẵn sàng. Rồi. Còn em năm nữa mới tốt nghiệp đúng không? Anh ghế đỏ thì kiểu cưới sớm á chị. Đúng rồi. Còn anh ghế xanh tạo thì... áp lực quá ha, chưa yêu chưa quen mới gặp đòi cưới rồi ha. Dạ đúng rồi, quá áp lực. Còn anh ghế xanh thì kiểu chắc em quan tâm không nổi. Cho nên là tất cả những cái điều mà các bạn ấy suy nghĩ thì thật ra chúng tôi cũng đã tiên đoán được hết ngay từ đầu rồi. Rồi mời các bạn đứng lên. Ông Mai bà mối cũng đã chai lì rồi. Thật sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đã cảm nhận được. Mặc dù là ngày hôm nay chưa có ai tìm được một cái chân ái của mình, chưa ai tìm được một nửa yêu thương của mình, thì chị Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc cho các em luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp và có nhiều cái thắng lợi, thuận lợi trong cái công việc, những cái kế hoạch của mình trong tương lai. Và đặc biệt là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng hai bạn nha. Dạ, cảm ơn chương trình. Đây, tặng cho em. Và các bạn ơi đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn những phần quà là gói premium của ứng dụng Speakable. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Để truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.